huấn luyện viên Sek Chikva cực căng huấn luyện viên Ren lộ ra vô số điểm yếu của SBTC. Nói đến một đội tuyển đặc biệt bậc nhất VZ, chắc chắn phải kể tên SBTC. Đây là đội ngũ có sự thay đổi lớn cả về mặt nhân sự thi đấu lẫn ban huấn luyện. Sau nhiều mùa giải gắn bó, huấn luyện viên Sek đã phải rời ghế nóng và nhường lại cho huấn luyện viên Ren. Xạ thủ kỳ cựu Celebrity cũng giải nghệ và Slader thay thế. Với bộ đôi này, SBTC được kỳ vọng sẽ tìm kiếm được danh hiệu đầu tiên kể từ khi thành lập. Tuy nhiên đến nay, SBTC vẫn chưa thể hiện thực sự ấn tượng. Gà Hồng vẫn tìm được 2 trận thắng trước Team Secret và mới đây là Sài Gòn Buffalo, nhưng đó là những chiến thắng không quá thuyết phục. Thậm chí nếu Secret đánh bình tĩnh và tỉnh táo hơn, có lẽ đó sẽ là một trận thua của SBTC khi Secret đã đánh sập luôn cả 2 trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng. Mới đây, cựu huấn luyện viên của chính SBTC đã có màn review video Break Time Season 3 tập 3 Lòng Tin được thực hiện xoay quanh trận thua của SBTC trước Team Wales. Vị cựu huấn luyện viên đã vô cùng thắc mắc khi xuyên suốt video những vấn đề như khâu cấm chọn, việc mạnh ai nấy đánh vẫn còn tồn động. Ngoài ra, huấn luyện viên Sek cho rằng việc huấn luyện viên Ren nhận định tuyển thủ tự cấm chọn trong ván 2 trận thua Team Wales là có phần đổ trách nhiệm cho tuyển thủ. Dù sau đấy, chính huấn luyện viên Ren khẳng định anh cũng chịu trách nhiệm, nhưng qua lời chia sẻ của Ren, đa phần chính các tuyển thủ sẽ chịu sự soi xét của khán giả. Mà thường mấy cái này là thằng Ren phải tự nhận lỗi. Thật sự mấy cái này là thằng Ren phải tự nhận lỗi. Nó phải tự nghĩ là anh sai, anh dở khi mà để cho Bobic nó như vậy. Nhưng mà anh muốn tụi em phải tin anh này kia thì mới đúng. Thì mới đúng, nó mới hợp lý. Tại thường mà bị cái Bobic như vậy là bị tại mà tại phải tại tuyển thủ đâu. Trong 4 năm tháng nó về nó nhận á, là nó phải nói với tụi kia từ đầu là ban bích này kia là tụi em phải nghe anh nha, chứ tụi em không có hả này kia. Rồi lên thi đấu tụi em phải nghe anh ban bích nghe cái kiểu này kia, chứ tụi em không có được mà theo ý tụi em nha. Là phải từ đầu luôn. Phải từ đầu để không ra tình huống này, chứ không lẽ giờ lên thua một trận rồi bắt đầu mình mới nhận. Thông qua video, khán giả có nhận thấy đội tuyển này vẫn còn vô số vấn đề mà đa số đã tồn đọng từ thời huấn luyện viên Sek. Đầu tiên chính là không có người côn team chính, dẫn đến thi đấu khá rời rạc trong nhiều tình huống. Tiếp theo, đội có kỹ năng cao nhưng ban huấn luyện chưa thể thống nhất ý kiến các tuyển thủ với nhau. Và theo huấn luyện viên Sek, nhiều tuyển thủ vẫn chưa đặt trọn niềm tin vào đội ngũ ban huấn luyện, đặc biệt là sau mỗi thất bại của đội. Ngay từ khi mới thành lập, SBTC đã được tin tưởng sẽ trở thành tập thể hùng mạnh, đủ sức cạnh tranh tại VZ cũng như đấu trường quốc tế. Tuy nhiên tới nay, những gì động lại chỉ là drama không hồi kết hay những chuỗi thắng le lói trước khi tụt dốc. Ở mùa giải năm nay, SBTC có cho mình nhiều nhân tố mới, nhưng hiện Gà Hồng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết trước khi có thể nghĩ đến danh hiệu hay các hành trình xa hơn. Mùa trước tôi 5-0. Mùa trước tôi 5-0 đó, sao mùa này đang 1-1 vậy? Mùa trước tôi 5-0, sao mùa này 1-1 vậy? Sao mùa này 1-1 vậy? Sao vậy? Chứ sao vậy? Cay à? Về 77 sao không cô nói? Cay à? Cay không có gì nói ra, cay không có gì nói, sao mà cứ đi lôi ra mấy kia nói à? Cay à?